Đền thờ Thái Sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí không chỉ là một di tích lịch sử mà còn là một công trình nghệ thuật kiến trúc mỹ lệ hiếm có hiện nay của tỉnh Nghệ An. Thuộc xã Nghi Hợp, xưa là Thượng Xá, huyện Nghi Lộc, xưa là Chân Phúc, Chân Lộc, tỉnh Nghệ An. Khu di tích nằm trên một khu đất cao, hơi tách riêng với khu dân cư. Mặt trước đền hướng về phương Nam, mặt sau là phương Bắc, có một quần thể núi non gồm núi Mão, núi Gươm, núi Cồn Thông, núi Voi làm điểm tựa, trông thật hùng vĩ khoáng đạt. Có nhiều cách gọi tên đền, tên chữ Hán là Cương Quốc Công Từ, chữ Nôm là đền Nguyễn Xí, dân gian còn gọi là nhà thờ họ Nguyễn Đình. Thái sư Cương Quốc Công mất ngày 30 tháng 10 năm Ất Dậu 1465. Đến năm 1467, vua Lê Thánh Tông ban 1.000 quan tiền và cho nhân lực xây dựng đền thờ ngài theo chế độ quốc tạo, nhà nước tạo dựng và quốc tế, nhà nước lễ tế. Có một đợt trùng tu thượng điện bắt đầu từ năm 1900, đến năm Giáp Tý 1924 thì hoàn thành. Năm 1926 trùng tu với nội dung xây công trình nghi môn tam quan, cột đại đăng, cầu vồng, khai hồ bán nguyệt. Mọi công việc được hoàn thành vào mùa hạ năm Mậu Thìn 1928. Khu di tích hiện tại nguy nga tráng lệ chính là sản phẩm của đợt trùng tu cơ bản này. Công trình đầu tiên khi du khách tới thăm ngôi đền là khu vực hoa biểu gồm bảng hổ và tứ trụ. Bảng hổ được xây bằng gạch đá vôi vữa, trên mặt bảng có hình con hổ đắp nổi trong tư thế ngồi, hai chân trụm vào nhau trên một mỏm đá. Thờ hổ là chuyện phổ biến ở nhiều đền miếu, nhưng với đền thờ Cương Quốc Công còn gắn với truyền thuyết hổ và cái chết của vị thân phụ ngài. Qua hoa biểu khoảng 30 mét là tới khu vực cầu ao. Cầu bắc qua ao có cột trụ cao 1,2 mét, hình cầu vồng có lan can. Dưới cầu là ao bán nguyệt, xung quanh là khoảng sân rộng trồng nhiều cây cối xanh tươi, tạo cho ngôi đền một không gian thư thái. Cây cầu nhỏ dẫn du khách vào nghi môn tam quan. Nghi môn gồm chính môn, tả môn, hữu môn, cột đèn. Cột đèn còn gọi là đại đăng trụ, nằm phía trước và hai bên của tam quan. Điều hấp dẫn là thân cột bên trong rỗng, có thể trèo bên trong để thắp đèn ngũ sắc trong những ngày lễ, trông thật thích mắt vào những buổi đêm nơi thôn dã xung quanh có nhiều cây cối thuở xưa. Chính môn với nghệ thuật trang trí điêu khắc rất phong phú và đẹp mắt. Các con vật đắp trên tường bao cầu kỳ tỉ mỉ, thể hiện nhiều ý nghĩa. Phía trên có đắp bốn chữ Thiên Khải Cẩm Sắc. Nhìn chung, tam quan là một công trình nghệ thuật trang nghiêm nhưng vẫn rất mỹ lệ, hiếm có ở các đình đền ngày nay. Thank you.
qua nghi môn là tới khu chính điện. Khu chính điện gồm nhà bái đường, sân trung điện, gác chuông khánh, nhà trung điện, nhà tả vu hữu vu, nhà thượng điện. Nhà bái đường có 5 gian làm bằng gỗ lim, gỗ mít, dạ hương. Trung điện nằm giữa vị trí trung tâm của khu chính điện, được xây dựng theo kiểu chồng diêm ba tầng, trông rất uy nghi độc đáo. Kết cấu của trung điện giống với kết cấu Khuê Văn Các ở Văn Miếu Hà Nội. Mặt trước thượng điện là nhà trùng lâu, hai bên trùng lâu có tả vu hữu vu, mỗi nhà có 3 gian để thờ những vị có chức tước của các đời. Ngoài hai nhà tả vu hữu vu, mỗi bên đều có nhà trồng diêm, hai lớp mái. Bên trái trên treo chuông, dưới có bia đá, bên phải trên treo khánh, dưới thờ thổ thần. Năm 1467, vua Lê Thánh Tông cho xây dựng đền, đồng thời cũng lệnh cho Trạng Nguyên Nguyễn Trực soạn bài bia để khắc vào đá. Hiện nay tại đền vẫn còn bia đá với tiêu đề Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí bi ký. Nhưng đây là bia được làm lại sau này vào năm 1928 trong dịp trùng tu đền thờ. Truyền thuyết cho rằng bia chính khắc lần thứ nhất đã bị quân nhà Mạc đập phá. Thượng điện có 3 gian, gian giữa thờ Khải Tổ, Nguyễn Hội, vị tổ mở đầu cho họ tộc Nguyễn Đình cùng phu nhân. Bên trong cùng là cung cấm đặt tượng thờ Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí. Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí vốn là con em nhân dân lao động nghèo khổ, tuổi nhỏ đã sớm mồ côi cha mẹ, nhưng nhờ có lòng yêu nước sâu sắc, căm thù giặc ngoại xâm cao độ, tinh thần tự rèn luyện bản thân, lại được gặp vị minh chủ Lê Lợi mà trở thành một dũng tướng trẻ tuổi. Càng chiến đấu càng tỏ ra kiệt xuất, càng lập chiến công hiển hách, góp phần to lớn đưa phong trào khởi nghĩa Lam Sơn do vua Lê Lợi lãnh đạo, dòng dã suốt 10 năm gian khổ, đại thắng vẻ vang. Ông còn là con người với nhân cách đầy bản lĩnh, đạo đức sáng ngời, một tấm lòng yêu nước, thương dân bao la. Năm 1489, thì khi ngài đáng làm vua, ngài không làm. Mà ngài lại rước cho được cháu của ông Lê Lợi là Lê Tư Thành lên ngôi, tức vua Lê Thánh Tông, vì vua anh minh và tài ba trị vì đất nước 37 năm. Trong mối quan hệ giữa gia đình Nguyễn Chí, dòng họ Nguyễn Đình và Lê Lợi, hắn có mối quan hệ rất là đặc biệt. Một là có thể nói 4 mối quan hệ. Mối quan hệ thứ nhất là mối quan hệ ân nhân, tức là khi mới có 9 tuổi, ngài mồ côi cả cha và mẹ thì đã được Lê Lợi cứu mang rồi. Tức gọi là ân nhân. Và cái mối quan hệ thứ hai là quan hệ vua tôi, tức là khi Lê Lợi lên ngôi hoàng đế thì ngài đã quán đầu triều. Và mối quan hệ thứ ba là mối quan hệ thông gia, quân đầu của là Nguyễn Chí, tức là Nguyễn Sư Hồi, và con thứ hai là Nguyễn Bát Sương, lấy con gái thứ tư và thứ năm của Lê Lợi. Cho nên nuôi con này và con hề nữa, con là thứ tư nữa. Tức là đáng lý là ngài lên làm vua, ngài không làm, nhưng lại rước cháu của ông Lê Lợi là Lê Tư Thành lên ngôi, thành vị vua anh minh mà tài ba ở thế kỷ 15.
Thì đó là gọi là bốn cái mối quan hệ rất là đặc biệt. Đền thờ không chỉ là nơi người dân và du khách thập phương tới lễ bái, cầu mong cho gia đạo bình an, mà còn là dịp để con cháu đời sau tưởng nhớ và tri ân công ơn của Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí. Tưởng nhớ đến cái công của ông, có công lớn trong việc đánh đuổi giặc Ngụy Xâm của vua Lê. Đấy là một người có công và được nhân dân quý trọng về cái tài đức của ông. Và khi bước vào đền thì tôi thấy là tinh thần nó thoải mái đấy, và cảm thấy mình cũng là kính trọng, biết ơn được các vị tiền bối có công với đất nước. Nằm cách đền khoảng 1 km là khu lăng mộ Khải Tổ Thái Bảo Đình Quận Công Nguyễn Hội và Thủy Tổ Thái Sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí. Năm 1978, khi cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc bùng nổ ác liệt và có khả năng lan rộng, theo chủ trương chung của Bộ Văn hóa Thông tin, họp khẩn cấp triển khai việc đo đạc tất cả các chi tiết di tích lịch sử văn hóa Cương Quốc Công Từ và hai ngôi mộ Khải Tổ và Thủy Tổ để làm cơ sở cho việc phục hồi phòng khi di tích bị chiến tranh phá hoại. Riêng việc đo đạc hai ngôi mộ dựa vào lưu truyền của thế hệ quản tộc các nhiệm kỳ trước. Năm 1999, Ban quản tộc đã xây thêm bờ rào bao quanh và lầu dâng hương. Khu lăng mộ được trùng tu tôn tạo năm 2012. Mỗi lần có dịp về với mảnh đất Nghệ An, ghé thăm đền Nguyễn Xí, ta lại được chìm đắm trong không gian cổ kính từ những kiến trúc hàng trăm năm, được nghe những câu chuyện kể về chiến công hiển hách của Cương Quốc Công Nguyễn Xí, những câu chuyện về dòng họ Nguyễn Đình được lưu truyền cho tới ngày nay, để chúng ta thêm tự hào về một trong những nhân vật lịch sử của đất nước và thêm yêu những trang sử hào hùng của dân tộc.